Ok, và ở trong video này mình sẽ cho anh em mình biết thế nào là kéo phễu ạ. Một cái bài content của mình trong nhóm, đúng không ạ? Trong nhóm 124.000 người. Và với một cái content khá là đơn giản nhưng mà căn bản là chúng ta phải thấu hiểu được cái nội dung, đúng không ạ? Của cái nhóm này, và đây là kết quả. Từ sáng đến giờ thì đã hơn 200 người join group, đúng không ạ? Join nhóm để tham gia, đúng không ạ? Tìm hiểu, đúng không ạ? Em có thể nhìn thấy ạ. Rất nhiều, đúng không ạ? Mê mệt luôn. Và đây là xây dựng, cách xây dựng hệ thống, đúng không ạ? Hàng ngàn người. Khi mà chúng ta sở hữu cái cách kéo traffic, đúng không ạ? Tuyển đội nhóm, xây dựng đội nhóm, xây dựng phễu, đúng không ạ? Từ những cái kinh nghiệm của chúng ta, đúng không ạ? Xây dựng và chúng ta chia sẻ những điều tốt đẹp cho cộng đồng và gì ạ? Thì cộng đồng sẽ hưởng ứng và sẽ đưa cho chúng ta cái giá trị. Và khi mà có cộng đồng rồi thì các bạn tiếp tục xây dựng, đúng không ạ? Tiếp tục xây dựng, tiếp tục cho những cái giá trị, cho những cái kinh nghiệm của mình, và từ đó có thể tạo ra những cái chuyển đổi đa dạng hơn về gì ạ? Về sản phẩm, về dịch vụ, và tạo ra các cái chuyển đổi khác nhau, đúng không ạ? Tùy mục đích của các bạn. Và đây là cái nhóm, đúng không ạ? Marketplace Shopee. Và em nhìn thấy ạ. Và hiện tại thì admin đang sở hữu cái cộng đồng, đúng không ạ? Đó, rất là nhiều group, đúng không ạ? Bốn nhóm này thì có rất là nhiều người, đúng không ạ? Tạo ra hàng trăm trăm phễu khác nhau và hàng chục ngàn người đang ở trong các cái nhóm của mình, đúng không ạ? Và đang tạo ra hàng ngàn chuyển đổi mỗi tháng, hàng chục ngàn chuyển đổi mỗi năm, đúng không ạ? Thậm chí là hàng trăm ngàn, rất là nhiều chuyển đổi. Đây là các cái nhóm tổng, đúng không ạ? Chia sẻ những cái kiến thức về dropship, chia sẻ những cái kiến thức đấy, đó đây có người vào, đúng không ạ? Chia sẻ những cái kiến thức về marketing, về kinh doanh, về Shopee, vân vân, rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Đấy. Và nếu như anh em mình quan tâm đến việc mà xây dựng cộng đồng, xây dựng hệ thống, đúng không ạ? Tạo ra nguồn traffic thật là lớn trong cái quá trình kinh doanh của mình, tạo ra đội nhóm, đúng không ạ? Hay quan tâm đến phễu marketing thì anh em mình hãy liên hệ với mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.